đây rốt cuộc là xã hội như thế nào? Lính xuất ngũ chỉ muốn ăn cơm trong thị trấn, lại gặp phải sự bài xích của cảnh sát trưởng, người đàn ông đã từng vào sinh ra tử vì quốc gia này, sau khi về nước lại không nhận được sự tôn trọng của đồng bào. Cảnh sát trưởng tiến hành cưỡng chế rà soát cơ thể với anh, một con dao quân đội mà quân nhân luôn trang bị được nhận định thành hung khí, sau đó anh bị đưa tới đồn cảnh sát. Nhìn thấy cửa sổ sắt trước mắt khiến anh nhớ lại khung cảnh bị nhốt lúc chiến tranh. Đối mặt với sự phớt lờ của người lính, phó cảnh sát cảm thấy như đã bị sỉ nhục, sau đó liền tiến hành giày vò một cách tàn khốc với anh. Người lính tên là Rambo, một đội viên đặc chiến đã từng nhận được huân chương quốc hội, đã may mắn sống sót và trở về từ trong chiến tranh, lại nhận được sự đối xử như thế này. Đối mặt với dao cạo râu trước mắt khiến anh lại nhớ lại khung cảnh bị kẻ địch giày vò lúc chiến tranh, đã không thể nào khống chế được tâm trạng và triển khai phản kích. Rất nhanh sau đó, vài cảnh vệ đã bị đánh ngã. Anh mang theo dao găm của mình xông ra khỏi đồn cảnh sát, tiện tay cướp một chiếc mô tô rồi trốn đi phía xa. Cảnh sát trưởng lái xe truy đuổi, đi với tốc độ bàn thờ trên đường quốc lộ. Lúc đuổi càng ngày càng gần, Rambo đành phải lao vào rừng cây. Do đường núi hẹp, ô tô đã trượt xuống vách núi. Có điều, cảnh sát trưởng không hề bị thương, anh ta trèo ra ngoài xe tiếp tục truy bắt. Rambo cũng vứt mô tô, trốn vào trong rừng. Nơi này là môi trường anh quen thuộc nhất. Anh dùng một tấm vải rách để làm một bộ quần áo thô sơ, lao vào trong núi. Quân tri viện bên cảnh sát trưởng đã đi tới và đưa cảnh khuyển tới để triển khai tìm kiếm trong núi. Rambo nhanh chóng bị ép tới vách núi. Trước có vách núi, sau có truy binh, phải làm thế nào đây? Anh đành phải nấp ở bên vách đá trước. Nhưng không ngờ là bọn họ lại dùng cả trực thăng. Phó cảnh sát triển khai bắn vào anh. Phát súng đầu tiên đã trượt, phát súng thứ hai cũng không bắn trúng. Nhưng tiếp tục thế này sớm muộn cũng sẽ chết, anh không còn sự lựa chọn, thế là lấy hết dũng khí để nhảy xuống. Trước sự ngăn cản của cành cây, anh đã thành công rơi xuống mặt đất. Nhưng cánh tay cũng bị rạch một vết sâu. Trực thăng lại đi tới và phát động công kích với anh. Anh tiện tay nhặt một hòn đá lên ném qua. Phi công trượt tay, cảnh sát già mất đi trọng tâm và rơi xuống. Rambo lấy đi súng trường và bộ đàm của ông ta, bắt đầu xử lý cánh tay bị thương. Cảnh sát trưởng đưa người tới bên vách núi, nhìn thấy thi thể của phó cảnh sát, trong lòng phẫn nộ. Lúc này, Rambo đột nhiên bước ra, anh đề nghị hòa giải, không muốn có thêm người chết nữa. Không ngừng thứ nhận được là một tràng đạn. Để sinh tồn, anh đành phải chuẩn bị chiến đấu. Truy bắt một lính đặc chủng trong rừng tuyệt đối đừng hành động một mình. Rambo nấp trong chỗ kín ngắm chuẩn thời cơ đứng dậy đâm một nhát dao, tiếng gào thét xuyên qua cả cánh rừng. Những cảnh sát khác đồng loạt đi tới chỗ âm thanh. Lại có một tên bị bỏ lại, Rambo phi thân xuống từ trên chỗ cao, liền đâm anh ta bị thương với một nhát dao, sau đó lại biến mất. Có người nghe thấy âm thanh đi tới, giơ súng bắn, lại bắn đồng đội bị thương. Rambo giống như con hổ trong rừng, nuốt chửng từng con mồi, thường xuyên tác chiến trong rừng. Nơi này hiển nhiên đã trở thành nhà của anh. Mấy cảnh sát đồng loạt ngã xuống đất, chỉ còn lại cảnh sát trưởng, nhìn thuộc hạ bị kẹt, chuẩn bị tiến lên nghênh cứu, đột nhiên bị Rambo nấp trong chỗ kín khống chế và khuyến cáo: "Tôi vốn dĩ có thể giết chết các người, ông có thể xưng bá trong thị trấn, nhưng trong rừng tôi mới là vua, đừng ép tôi, nếu không thì tôi sẽ cho ông nhìn thấy một cuộc chiến tranh khó tin." Sau đó, anh biến mất trong rừng, cảnh sát trưởng đã đi một vòng quỷ môn quan sợ đến mức ôm mặt khóc lóc. Sự việc đã lớn, lượng lớn cảnh sát quân đội đã đi đến đây, cảnh sát trưởng cũng bắt đầu hồi phục lại dũng khí. Lúc này một thượng tá đi vào, nói rằng Rambo là thuộc hạ của ông ta. Cảnh sát trưởng tưởng rằng ông ta đến để cứu Rambo. Thượng tá nói với ông ta: "Tôi không đến đây để cứu Rambo từ trong tay ông, mà là cứu ông từ trong tay anh ấy." Cảnh sát trưởng nghe xong liền ngây ra. Thượng tá cho rằng bọn họ thật may mắn khi còn sống sót và cảnh cáo ông ta: "Rambo là cao thủ sinh tồn nơi hoang dã, cũng là một chuyên gia chiến đấu du kích, chuyên phụ trách ám sát trong chiến tranh. Kết quả tốt nhất chính là thả anh ấy đi, nếu không thì các người đều sẽ mất mạng." Nhưng cảnh sát trưởng cho rằng 200 người lẽ nào không thể đối phó được anh ta sao? Thượng tá chỉ có thể nói với ông ta: "Hãy cung cấp đủ túi đựng xác." Cảnh sát trưởng ít nhiều cũng có chút sợ hãi. Ông ta bảo thượng tá trò chuyện với Rambo thông qua bộ đàm. Rambo nghe thấy âm thanh quen thuộc, tiến hành giao tiếp với thượng tá. Ông ta khuyên Rambo đi ra khỏi ngọn núi và cùng giải quyết chuyện này với ông ta. Ông ta liền gặp phải sự từ chối của Rambo. Anh nói rằng chỉ muốn ăn một bữa cơm no mà bọn họ lại ép anh phải chảy máu. Sau đó đã không còn đáp lại nữa. Cảnh sát trưởng đã định vị được vị trí của Rambo. Sáng sớm ngày hôm sau, lượng lớn cảnh sát quân đội bắt đầu vào núi. Rất nhanh sau đó liền tìm được nơi nghỉ chân của Rambo, triển khai màn bắn điên cuồng. Đồng thời Rambo cũng không chịu yếu thế, tiến hành phản kích, khiến cho cảnh sát quân đội sợ đến mức lập tức nằm sấp giả chết. Suy cho cùng bọn họ cũng không phải là một cảnh sát quân đội chuyên nghiệp, bọn họ dựng pháo tên lửa lên. Chiếc động liền bị phá hủy trong chớp mắt. Mọi người bắt đầu hoan hô chúc mừng, lại không biết Rambo đã nấp vào trong đường hầm. Lúc này cũng chỉ có thượng tá hiểu tiếp theo sẽ có điều gì xảy ra. Ông có thể xưng bá trong thị trấn, nhưng trong rừng tôi mới là vua. Lính đặc chiến Rambo leo ra từ trong hang động, phát hiện lượng lớn cảnh sát quân đội còn đang lượn lờ gần đó. Anh nấp ở sườn núi, tìm được cơ hội, tung người nhảy xuống chiếc xe tải cuối cùng và đá tài xế xuống xe, lái tới thị trấn nhỏ.
tài xế bị thương chặn xe cảnh sát đi qua lại. Đồn cảnh sát nhanh chóng nhận được thông tin Rambo chưa chết và lập tức thiết lập trạm để tiến hành chặn lại. Đối mặt với đạn của cảnh sát quân đội bắn tới, Rambo không hề do dự, giống như một con mãnh hổ xuống núi, trực tiếp xông phá phòng tuyến của kẻ địch, đi vào thị trấn nhỏ, húc đổ thùng xăng của trạm xăng, cầm khẩu súng 60m hạng nặng từ trên xe xuống, sau đó đốt xe tải, cả trạm xăng liền nổ tung trong chớp mắt. Cảnh sát nghe thấy tiếng nổ, đồng loạt đi tới. Cảnh sát trưởng ý thức được tử thần đã tới để phục thù rồi, nhưng cũng chỉ có thể cương quyết chấp nhận và cầm một khẩu 16m tới nóc nhà, muốn quyết chiến một trận với Rambo. Rambo lúc này đã bắn vỡ tất cả hệ thống cung cấp điện trong thị trấn, bóng tối mới là môi trường anh quen thuộc nhất. Cảnh sát trưởng trên tầng đã bắt đầu cầu nguyện. Rambo quan sát trong chỗ kín, nhanh chóng phát hiện ra ông ta. Sau đó đi vào đồn cảnh sát, điên cuồng bắn lên nóc nhà. Cảnh sát đã trúng vài viên đạn, rơi từ bên trên xuống. Vào lúc anh định nổ súng, thượng tá ra mặt ngăn cản anh. Lượng lớn cảnh sát đã bao vây chặt nơi này. Thượng tá khuyên anh buông vũ khí xuống, cùng quay về với ông ta, nhưng Rambo lại chuẩn bị quyết chiến. Thượng tá cho rằng, anh không từ thủ đoạn để chế tạo ra cuộc chiến tranh này đã gây ra sự phá hoại to lớn, nên kết thúc rồi. Rambo lạnh lùng cuối cùng đã không kìm được mà nói ra một cách đau lòng. Trên chiến trường, chúng tôi có vinh dự, mọi người chăm sóc lẫn nhau, về lại nơi này lại không là cái thá gì cả. Trên chiến trường, tôi có thể bắn pháo, lái xe tăng, phụ trách hàng trăm nghìn trang bị. Ở đây, đến cả công việc đỗ xe tôi cũng không tìm nổi, thậm chí đến ăn một miếng cơm cũng bị từ chối. Người đàn ông mạnh mẽ đã rơi giọt lệ đau lòng. Một chiến sĩ đã vào sinh ra tử vì quốc gia, quyết chiến không màng tới tính mạng đã phải trải qua quá nhiều sự đau lòng. Còn chiến sĩ mạnh mẽ này lại ôm lấy người thân duy nhất của anh và khóc như một đứa trẻ. Cuối cùng, anh đã lựa chọn đi tự thú cùng thượng tá, ngẩng cao đầu bước ra khỏi căn nhà, kìm nén ngọn lửa phẫn nộ của anh hùng. Cảnh sát trưởng trên cáng đã thoát chết khỏi tay của Rambo. Trên mặt người lính này, thứ duy nhất chúng ta nhìn thấy được chính là sự kiên cường. Cảm ơn mọi người đã xem, hẹn gặp vào kỳ sau.